Hôm nay chúng ta sẽ chào nhau vào một ngày cuối năm. Và cái chủ đề của chúng ta hôm nay là tìm hiểu về nét cao. Sau khi chúng ta đã hoàn thành cái việc là xây dựng hình tượng từ nét thẳng, thì nói về nét cao thì nó có một sự chuyển động mềm mại. Và về mặt cơ bản thì nó có nét cong trên, có nghĩa là cong lên trên. Nét cong xuống dưới. Nó cong qua bên trái và nó cong qua bên phải. Thì dựa vào bốn cái chuyển động cơ bản đó, trên dưới trái phải đó, thì chúng ta sẽ xây dựng được nhiều hình tượng khác nhau, từ cơ bản cho đến phức tạp. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện nhé.